Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải xét bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Thanh Loan. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 2, phần A và bài số 5, bài số 6, trang 12 nhé. Bài số 5 dùng từ what, where, when, who, why, how, what time để đặt câu hỏi cho bài dưới. Nào bây giờ để làm được bài này chúng ta sẽ dịch cái câu trả lời đằng sau. What will you do tonight? Tối nay bạn sẽ làm cái gì? Tôi sẽ làm bài tập về nhà của tôi. Đây là câu ví dụ. Câu số 1, họ sẽ làm gì vào chiều mai? Họ sẽ chơi tennis. Ở đây chắc chắn sẽ hỏi là cái gì rồi, làm cái gì, chúng ta cần được gọi. Câu số 2, đây, cắm trại, go camping là cắm trại, chủ nhật tuần tới. Câu trả lời là Nam và Quang sẽ. Vậy thì hỏi là ai sẽ đi cắm trại vào chủ nhật tuần sau ấy? Ai sẽ là who, ai là who nhé. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà của Lan. Ở đâu chúng ta sẽ biết từ where. Câu số 4, bạn sẽ quay trở lại khi nào, mấy giờ? Ở đây chúng ta trả lời này, tôi sẽ quay trở lại lúc 8 giờ. Vậy đây hỏi thời gian. Thời gian thì chúng ta xài từ what time. Có một cái thời gian cụ thể xài what time. Rồi câu tiếp theo là cô ấy sẽ đi sở thú bằng xe gì? Cô ấy sẽ đi bằng xe bus. Bởi vì ở đây có cái phương tiện này, cho nên đây sẽ là câu hỏi phương tiện. Chúng ta bắt đầu với how. Câu số 6, bố của bạn sẽ đi Hà Nội khi nào? Bởi vì câu trả lời của chúng ta là tuần sau, cho nên ở đây chúng ta sẽ hỏi là khi nào. Ông ấy sẽ đi vào tuần sau. Khi nào thì chúng ta phải quen thôi. Câu số 7 này, Nam đi ngủ sớm vào tối nay tại sao? Bởi vì trong câu trả lời chúng ta có từ because, chúng ta sẽ dịch đằng trước là tại sao. Tại sao Nam đi ngủ sớm? Bởi vì anh ấy sẽ có bài kiểm tra vào ngày mai. Ở đây tại sao hỏi lý do, các bạn nhớ sai từ why. Câu số 8, bạn sẽ đi nghỉ hè tới ở đâu? Tôi sẽ đi Nha Trang. Ở đâu chúng ta phải where nha. Where là ở đâu. Rồi sang bài số 6 là mã sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hợp lý. Câu số 1, xin chào, đây là số 38630842. Thì cái người kia sẽ nói gì? Câu đây này, xin chào, tôi có thể nói chuyện với Trang hay không? Xong câu tiếp theo sẽ là câu này, tôi xin lỗi, cô ấy đi ra ngoài rồi, ai đang gọi đấy? Rồi câu này, Nga đây, đây là Nga, khi nào thì cô ấy quay trở lại? Nó sẽ bảo là gì? Câu 5 đây, cô ấy sẽ quay trở lại vào lúc 4:30. Được rồi, con 6 đây. Làm ơn hãy nói với cô ấy là em sẽ gọi lại lúc 5 giờ. Rồi, được rồi, câu 7 đây, tôi sẽ nói với cô ấy. Rồi, cảm ơn, tạm biệt nhé. Rồi, tạm biệt, câu 9 đây. Đó. Xong cái bài số 6.